khối lớp 9, tiết 41, môn giáo dục thể chất. Hôm nay chúng ta tiếp tục học nội dung bóng chuyền, bài thứ tư. Ai là vỏ của chuyền, 36 động tác. Nội dung bài học: 1. Kiến thức thực hiện được phát bóng thấp tay nghiêng mình và phát bóng cao tay chính diện, thực hiện được 12 động tác của vỏ của chuyền. 2. Kỹ năng thực hiện phát bóng thấp tay nghiêng mình và phát bóng cao tay chính diện, thực hiện được 12 động tác của vỏ của chuyền. 3. Thái độ tự giác tích cực học môn thể dục mỗi buổi sáng sớm, rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác rèn luyện các kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể, ý thức được việc đảm bảo an toàn trong tập luyện. Về khởi động chung, tất cả các em nhớ là một lần 8 nhịp. Có động tác thứ nhất xoay cổ, động tác thứ hai xoay vai, động tác thứ ba xoay khuỷu tay, động tác thứ tư xoay khớp hông, động tác thứ năm xoay khớp gối, động tác thứ sáu xoay cổ tay và cổ chân, động tác thứ bảy ép dọc, động tác thứ tám ép ngang. Về khởi động chuyên môn, các em chạy bước nhỏ, chạy nâng cô đùi, chạy gót chầm mông, đứng gập thân, hai tay chạm mũi bàn chân, gối thẳng. Các em xem. Nội dung 1, bóng chuyền. Bài tập 1, phát bóng thấp tay như mình. Bước thứ nhất, tư thế chuẩn bị. Người phát bóng đứng ở trong khu phát bóng, chân trái ở phía trước, mũi chân hướng về lưới, chân phải ở sau cách chân trái một bước, rộng bằng vai, mũi bàn chân hơi xoay sang phải, hai chân tạo ra chân đế vững vàng cho toàn thân. Đầu gối hơi khuỵu, thân người hơi gập về trước, trọng lượng cơ thể chủ yếu dồn vào chân sau. Tay trái khuỵu, lòng bàn tay ngửa đỡ bóng ở phía trước ngang thắt lưng. Tay phải duỗi tự nhiên ở phía sau, lòng bàn tay hướng bóng, mắt quan sát đối phương. Bước thứ hai, tung bóng. Tay trái hạ thấp thấp tầm bóng, tay phải hạ theo. Khi tay trái chuyển động từ dưới lên cao và thực hiện tung bóng, bóng lên cao khoảng 20 đến 30 cm, kết hợp với duỗi khớp gối.
thì tay phải cũng tiếp tục chuyển động ra sau. Lòng bàn tay hướng xuống đất và hoàn thành động tác vung tay. Bước thứ ba, vung tay đánh bóng. Cùng lúc vung tay trái tung bóng, trọng lượng cơ thể chuyển về chân sau hơi khuỵu gối. Tay phải duỗi thẳng tự nhiên. Nhanh chóng chuyển động từ sau ra trước, đánh vào phần sau giữa dưới bóng tâm ở tầm ngang thắt lưng. Chân sau đạp mạnh bước lên, thân người chuyển hoàn toàn sang trái, người hơi lao về trước để tạo lực bóng mạnh hơn. Bước thứ tư kết thúc. Sau khi bóng rời tay, tay phải vươn theo bóng về trước lên cao, chân phải theo đà bước lên trên để giữ thăng bằng và nhanh chóng vào sân. Các em xem clip. Bài tập 2. Phát bóng cao tay chính diện gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuẩn bị.
ở tư thế chuẩn bị, bạn cần phải đứng đúng vị trí. Đây là bước khởi đầu quan trọng nhất để thực hiện cách phát bóng chuyền cao tay chuẩn. Người đứng thẳng, không khom, vai hướng về lưới, chân trái bước lên với độ rộng bằng vai, đồng thời mũi chân cần vuông góc với đường biên ngang, chân phải ở phía sau chân trái. Đối với những người sử dụng tay phải để phát bóng, tay trái cầm bóng ở phía trước, chiều cao ngang bụng, thở ra. Giai đoạn 2, thực hiện động tác tung bóng. Tay trái di chuyển trái bóng từ ngang bụng lên ngang tầm mắt, đồng thời thực hiện động tác tung cao hơn so với đầu khoảng từ 80 cm đến 1 m. Tung bóng cũng cần có kỹ thuật, không tung thẳng mà tung chéo sang hướng tay thuận một chút. Nếu thuận tay phải đập bóng thì tung sang phía phải, nếu thuận tay trái đập bóng thì tung sang phía trái. Giai đoạn thứ ba, vung tay đánh bóng. Tại thời điểm mà bạn tung trái bóng lên thì cánh tay thuận cần được co lại từ dưới lên cao. Bàn tay mở rộng và kéo về sau phía mang tay. Chân khuỵu xuống nhưng cũng không quên ngã người về phía sau. Bóng tung lên rơi đúng tầm đánh bóng thì giơ thẳng ra và cánh tay sẽ vung thẳng ra phía trước để đánh mạnh cho bóng đi về hướng đã định. Các em xem clip. Nội dung 2, vợ cua chiên. Động tác 1 đến động tác 12. Đầu tiên, nghiêm. 1. Lập tấn. 2. Bãi tổ. 3. Trung bình tấn. Gạt trái, đấm phải. 4. Trung bình tấn. Gạt phải, đấm trái. 5. Chảo mã tấn phải. Xoay nghịch thuận. Đấm móc phải. 6. Đinh tấn phải. Gạt phải, đấm trái. 7. Chảo mã tấn phải, gạt cao trái, đấm úp phải. 8. Trung bình tấn, đấm vòng phải. 9. Chảo mã tấn trái, xoay nghịch thuận, đấm móc trái. 10. Đinh tấn trái, gạt trái, đấm phải. 11. Chảo mã tấn trái, gạt cao phải, đấm úp trái. 12. Trung bình tấn, đấm vòng phải.
chạy bền, thời gian các em chạy 2 đến 3 phút. Chạy bền không giống như chạy nhanh nên các em chạy phân phối sức của mình sao cho chạy hết cự ly một cách hiệu quả nhất. Trong nội dung chạy bền, các em nhớ chạy mũi bằng chân chạm đất, ít va chạm và sử dụng gót bằng gót chân. Các em hít sâu bằng miệng, thở bằng mũi từ từ ra. Bài tập hàng ngày, tập luyện hoàn thiện các nội dung đã học. Phát bóng thấp tay nghiêng mình và phát bóng cao tay chính diện. Về võ cổ truyền, từ động tác 1 đến động tác 12 và chạy bền. Trong quá trình học, các nội dung nào các em xem chưa hiểu thì mấy em sẽ bấm đi bấm lại nhiều lần để xem cho tập cho đúng kỹ thuật. Còn các em có thắc mắc những gì thì số điện thoại thầy phía dưới.